Từ xa, ngôi nhà này đã gây sự chú ý với sự bí ẩn và sợ hãi của nó. Điều kỳ lạ là mặc dù đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, nhưng ngôi nhà này vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn và được bảo vệ chặt chẽ. Có rất nhiều câu chuyện đồn đại về ngôi nhà này. Những câu chuyện này kể rằng, ngôi nhà đã trở thành nơi trú ngụ của những kẻ sát nhân và kẻ giết người hàng đầu. Nhiều người tin rằng ngôi nhà này bị ám bởi những linh hồn của những người đã chết trong đó. Một người đàn ông tò mò đã quyết định tìm hiểu về ngôi nhà này. Anh ta thuê một chiếc xe và lái đến ngôi nhà hoang. Đến đó, anh ta bất ngờ phát hiện ra rằng ngôi nhà này đang được bảo vệ chặt chẽ bởi một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này không cho phép bất kỳ ai vào trong ngôi nhà và luôn giữ cho nó trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn. Người đàn ông tò mò đã quyết định điều tra về ngôi nhà này. Anh ta tìm kiếm thông tin về lịch sử của ngôi nhà và phát hiện ra rằng đây là nơi xảy ra nhiều vụ giết người bí ẩn trong quá khứ. Tuy nhiên, không ai biết chính xác những gì đã xảy ra tại ngôi nhà này. Anh ta cũng tìm hiểu về những linh hồn được cho là đang ám ảnh ngôi nhà này. Có rất nhiều chuyện kỳ lạ về những người bị mất tích và không bao giờ được tìm thấy lại. Nhiều người tin rằng họ đã bị kẻ giết người chôn vùi ở trong ngôi nhà này. Sau khi tìm hiểu thêm về lịch sử và bí ẩn của ngôi nhà hoang, người đàn ông tò mò đã đến nhận ra rằng ngôi nhà này đang bị ám bởi một thế lực đen tối và đáng sợ. Anh ta quyết định quay lại ngôi nhà để tìm hiểu thêm. Khi vào bên trong, anh ta bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng vô cùng kinh hoàng. Anh ta thấy những cảnh tượng tàn khốc và những hồn ma đáng sợ, và anh ta biết rằng ngôi nhà này đang bị ám bởi những linh hồn của những người đã mất tích và bị giết chết ở đó. Cuối cùng, anh ta đã tìm ra sự thật về ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này đã trở thành nơi trú ngụ của một kẻ giết người hàng đầu, người đã giết chết nhiều người và chôn xác trong tầng hầm của ngôi nhà. Linh hồn của kẻ giết người này đã bị kẹt lại trong ngôi nhà và không thể rời đi. Người đàn ông tò mò đã tìm ra sự thật về ngôi nhà hoang và đã thoát khỏi nó với một sự sống còn. Tuy nhiên, anh ta không thể quên được những cảnh tượng kinh hoàng mà anh ta đã thấy trong ngôi nhà đó. Về sau, anh ta đã trở thành một người sống trong sự sợ hãi và ám ảnh về những gì đã xảy ra. Ngôi nhà hoang vẫn còn đứng đó, trở thành một biểu tượng của sự đen tối và ác độc. Câu chuyện về ngôi nhà hoang này được lưu truyền và truyền miệng cho đến bây giờ, và được coi là một trong những câu chuyện kinh dị nhất của vùng quê xa xôi.